Dạ vâng, em chào các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Điện thoại Dũng Kiên, có địa chỉ tại Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Vâng, hôm nay em lên cho các bác một lô iPhone XS bản quốc tế các bác nhé, bản Mỹ quốc tế luôn. XS quốc tế Mỹ đẹp keng các bác nhé, đủ các màu. Các bác hợp mệnh màu nào thì lấy con màu đấy các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Bản Mỹ này đẹp long lanh, vài chục cây tha hồ mà lựa chọn các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì xin hệ em qua số điện thoại 0971336559 hoặc số thứ hai là 0978336559 các bác nhé. Để kết nối qua Zalo em sẽ quay phim chụp ảnh chi tiết cho các bác nhé. Các bác ưng màu nào thì cứ alo cho em quay phim chụp ảnh cho các bác nhé. Bên em có ship code toàn quốc các bác nhé, các bác chỉ cần đặt cọc 100.000 đồng. Còn đâu là các bác nhận được máy, các bác thanh toán cho shipper là xong cho em nhé. Bên em có chính sách bảo hành là 3 tháng các bạn, lỗi 1 đổi 1 trong 1 tháng đầu các bác nhé. Trong tháng đầu lỗi em đổi mới luôn cho các bác nhé, không phải nói câu thứ hai này. Đấy. Riêng lỗi các bác cứ gửi về đây, thợ nhà em test lại mà đúng lỗi như các bác miêu tả cái này em đổi cho các bác cây mới luôn, không phải nói nhiều các bác nhé. Còn bảo hành cho các bác 3 tháng nhé. Lô này em đang bán với giá là 8.300.000 đồng các bác nhé. Đầy đủ ốp, nâng sạc, cường lực, tai nghe, phí ship các bác nhé. Chỉ cần thanh toán nốt 8.200.000 là các bác nhận được máy thôi. Đặt cọc 100 rồi các bạn nhé. Các bác nào trong phạm vi bán kính từ 20-30 km trở về chỉ cần alo này em sẽ ship ngay trong một buổi tối các bác nhé. Em ship luôn, một này em ship, hai là thợ nhà em ship cho các bác nhé. Để không làm mất thời gian các bác thì bây giờ em sẽ vào chi tiết cho các bác xem. Rồi đây các bác, màu vàng gold đây các bác. Đó. Đẹp long lanh các bác. Đó. Bản Mỹ, tất cả bản Mỹ hết các bác nhé. Đầy đủ chức năng từ cho khuôn mặt trở đi các bác nhé. Bao zin từ A đến Z các bác nhé. Không zin các bác cứ gửi trả lại máy cho em nhé. Con này là bản Hồng Kông đây. Vâng. Hình như có 1-2 con bản Hồng Kông các bác. Con bản Hồng Kông thì các bác không lấy thì thôi, các bác thích cứ lấy bản Mỹ cho em. Vâng. Có 1-2 con bản Hồng Kông thôi. Đây, bản Mỹ đây các bác, nà nà đây. Mỹ nhá. Vừa em kiểm tra rồi hình như có 2 con Hồng Kông thì phải. Đây con này bản Anh các bác này. Rồi. Đấy, Vương quốc Anh luôn các bác này. Con này rất là đặc biệt, bản Anh các bác nhé, rất là hiếm luôn này. Bản Anh. Đó, bản Anh Quốc các bác nhé. Đem bỏ ra những con này bản không phải bản Mỹ cho các bác xem này. Đây bản Mỹ đây các bác này. Nó chỉ có 2-3 con bản khác thôi, còn nô này đa số nhà em toàn làm Mỹ thôi. Đó, những con đấy có không ưng thì em bán cho thợ. Đây, toàn bộ Mỹ hết các bác. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Pin zin theo máy các bác, pin khá là cao này, 94 này. ,95 này các bác, pin cao lắm. Em xem này. Đây toàn bộ bản Mỹ các bác nhé, chỉ 1-2 con thôi. Con Kiên là một con bản ZA Hồng Kông và một con bản Anh Quốc các bác nhé. Bản Anh cũng rất là ít luôn, đa số là bản Mỹ nhiều. Đây bản Mỹ thì các bác này. Đây pin khá là cao, 94% các bác biết đấy. Pin zin là 94-95% là rất là ít luôn các bạn. Đây, con này nữa đây, 3 con đây. Những cái này là em dán vào để vận chuyển đỡ đè con khác nhé. Nhiều bác thì cứ không biết gì phát biểu linh tinh một lần tới đây. Các bác nhìn này, bộ rửa cam. Cam nó đen xì này, các bác kêu rửa cam. Em dán vào để vận chuyển đấy. Đây này. Đấy.
Rửa, người ta rửa bên trong, ai rửa bên ngoài mà dán vào phát biểu, rửa cam các bạn. Đây là màu trắng này, bác này. Đấy. Màu trắng thì em thấy là đẹp nhất các bạn. Đấy. Viền inox sáng bóng này các bạn. À, viền inox nó sáng bóng. Đẹp cái máy như thế này các bác, khỏi phải bàn, chất lượng luôn các bác nhé. À. Quốc tế đa số là bản Mỹ các bác nhé. Có hai con bản Hồng Kông và một con bản Anh thôi, còn toàn bộ Mỹ hết rồi các bác. Nana đây. Rồi. À. Đa số là Mỹ hết các bác nhé. Full chức năng luôn các bác này. Đó. Rất là đẹp các bác nhé. Còn đây là nguyên màu đen này các bác này. Đó. Màu đen bóng luôn các bác này. Đây vẫn còn nguyên tem lưng thôi. Đó. Tem lưng trước khi xuất đi người ta dán tem lưng tùy khu vực các bác nhé. Vẫn còn tem lưng rất là nhiều luôn các bác này. Đó, rất là nhiều luôn các bác nhé. Nên các bác yên tâm là nâng zin luôn nhé. Đó, chưa va đập gì hết các bạn. Rất là đẹp luôn đây các bác này. Hàng tem nâng này rất là ít các bác nhé. Đây này, rất là nhiều luôn này. Trên thị trường đa số người ta sẽ buôn hàng rẻ để cạnh tranh. Nhưng nhà em lại đi ngược đời là chỉ có buôn hàng đắt đấy các bạn. Đó, 8 triệu 300 ngàn đồng nhé. Các bác thích màu nào thì alo cho em, thích thế nào thì alo cho em sẽ quay chi tiết chụp ảnh cho các bác luôn và ngay các bác nhé. Đấy, chỉ cần đặt cọc 100.000 đồng, còn 8 triệu 200 ngàn đồng các bác nhận được máy, kiểm tra máy và thanh toán nốt cho shipper cho em. Không phải nằng nhằng gì hết các bác nhé. Đấy. Đây các bác nào thích độc đáo thì có cây màu cây bản Anh này các bác nhé. Đấy, Anh Quốc luôn. Đấy. Rất nhiều người Việt chúng ta đang trồng cần sa bên Anh, rất đẹp các bạn. Mà xin được tạm dừng video tại đây. Các bác ưng ý thì alo cho em qua số điện thoại 0971336559 hoặc số thứ hai là 0978336559 các bác nhé. Bạt ngàn XS các bác nhé. Các bác thích kiểu gì cũng có, màu gì cũng có, như thế nào cũng có các bác nhé. Giá chỉ 8 triệu 300 ngàn đồng các bác này. Rồi, rất là nhiều luôn. Alo cái này em ship tận nhà luôn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.